cái bài tụng nhân cái ngày lễ Phật đản sanh. Tôi xin phép đi từng câu để muốn chứng minh cũng như lý giải một vài ý nghĩa trong cái bài lễ tụng khánh đản khi nãy. Đệ tử hôm nay gặp ngài khánh đản, một dạ vui mừng cúi đầu đảnh lễ. Thập phương tam thế điều ngự Như Lai cùng thánh hiền tăng, chúng con cùng pháp giới chúng sanh bởi thiếu duyên lành thảy đều sa đọa, tham sân chấp ngã quên hẳn đường về, tình ái si mê tù trong lục đạo, trăm dây phiền não nghiệp báo không cùng. Nay nhờ Phật Tổ năng nhân vũ lòng lân mẫn, không nỡ sinh linh thiếu phước nặng kiếp luân hồi, đêm dài tăm tối đuốc tệ rạng soi, nguyện cứu muôn loài pháp dùng phương tiện, ta bà thị hiện thích chủng thọ sanh, thánh ma gia mộng ứng điềm lành, vua tịnh phạn phước sanh con thảo. 32 tướng tốt vừa 19 tuổi xuân, lòng từ ái cực thuần, trí sức trần quá mạnh, ngai vàng quyết tránh tìm lối xuất gia. 6 năm khổ hạnh rừng già, 7 thất nghiêm tinh thiền tọa, chống thành đạo quả hàng phục ma binh, 3 cõi đều dậy tiếng hoan nghênh, muôn vật thải nhờ ơn tế độ. Đó là cái bài tụng nha, cái ngày lễ Phật đản sanh. Thì tôi xin phép nhắc nhở Phật tử qua cái bài này, nó có 2 ý nghĩa rất là hay. Một là ý nghĩa tự mình hồi tưởng lại cái cuộc đời của chính mình. Cái thứ hai muốn nhắc lại một vài đôi nét lịch sử của Đức Phật giáo chủ chúng ta. Đệ tử hôm nay gặp ngài khánh đản là có nghĩa là đệ tử là tất cả chúng con, tất cả chúng ta. Dùng lại một cái danh từ hết sức thân thương, có nghĩa là bằng một cái tâm huyết, bằng một cái nguyện lực đoàn kết và hòa hợp, đồng thanh với nhau mà quỳ dưới cái đài sen của Đức Phật mà tán tụng cái bài này. Gặp ngài khánh đản một dạ vui mừng. Như vậy thì trong này tất cả đều là một dạ một lòng với nhau, chứ trong này không có hai lòng, ai cũng vui mừng, không ai không vui mừng cái nhân cái ngày khánh đản cả. Thập phương tam thế đều ngự Như Lai cùng thánh hiền tăng, chúng con cùng pháp giới chúng sanh bởi thiếu duyên lành thải đều sa đọa. Cái ý nghĩa là bắt đầu từ đây, mình tự hồi tưởng của mình vì mình thiếu cái duyên lành. Tại sao mình phải phát nguyện như vậy? Mình phải tự hồi tưởng lại mình như vậy vì phát nguyện một điều rằng chúng con cùng pháp giới chúng sanh bởi thiếu duyên lành thải đều sa đọa. Rồi đặt lại vấn đề coi Phật tử chúng ta, thầy trò chúng ta có phải là sa đọa không? Chắc là như vậy. Sa là rớt, rớt xuống. Rớt xuống mới đọa đài trong kiếp đời trầm luân ô trượt này. Vì sao vậy? Vì cái xưa nay chúng ta chạy theo những cái trần cảnh, những cái ham muốn, những cái giả tạo đó, để rồi chúng ta luân hồi sanh tử lên xuống 3 cõi 6 đường. Cho nên hôm nay chúng ta còn trầm luân trong kiếp nhân sinh này. Mà không phải nhân sinh ai cũng trầm luân, nhưng mà ý ở đây muốn nhắc nhở rằng chúng ta đang trên bước đường chuyển hóa, gọi là tu tập. Có nghĩa là chúng ta đang trên bước đường trả cái nợ cũ, trả cái nghiệp quan cũ mà gây dựng cái căn lành lớn, căn lành mới ở đây. Quý vị thấy trên đời này, kỳ rồi thầy có nhắc nhở các Phật tử đó, là trên cuộc đời này nếu chúng ta sanh ra cuộc đời này
Mà nếu im xuôi thuận chiều mát mái hết thì đâu gọi là cuộc đời này là khổ. À cho nên vì chúng ta gì? Vì khi sinh ra cuộc đời này rồi, chúng ta mới hiểu rằng à mình sinh ra cuộc đời đây để trả nghiệp. Mà nghiệp kỳ rồi tôi có nhắc đại chúng là nghiệp nó có hai, nghiệp lành và nghiệp dữ. Có khi chúng ta sinh ra để trả ơn, trả nghĩa gọi là nghiệp lành. Chúng ta sinh ra để chúng ta thọ hưởng gọi là nghiệp lành. Nhưng có khi chúng ta sinh ra để chúng ta trả nợ cái quan gia trái chủ cũ gọi là nghiệp dữ. Nhưng đa phần chúng ta là phàm phu, là chúng sanh, cho nên thông thường thường chúng ta sanh ra để mà trả cái nghiệp quan gia. Mà trả nghiệp quan gia thì thế gian thường nói là con là nợ, chồng vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp, nghiệp báo. Chúng ta sanh ra để trả ba cái thứ nợ này, ba cái thứ quan gia này. Trả nợ cho con, cho cháu, trả nợ cho vợ, cho chồng, chồng trả nợ cho vợ, vợ trả nợ cho chồng, con trả nợ cha mẹ trả nợ cho con. Rồi phải lệ thuộc cái vật chất thế gian là nhà cửa ruộng vườn. Tất cả chúng ta đều trong cái đọ. Cái đọ là vì nếu chúng ta biết được con cái, chồng vợ, nhà cửa ruộng vườn là quan gia, là nghiệp báo, thì chúng ta phải cố tâm sao? Cố tâm an lòng trả cái nợ cũ, mà cố gắng làm những cái điều gì đó hữu ích cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đồng, cho xã hội, làm được những cái điều lợi ích mới, đem lại cái niềm vui và chấp nhận trả nợ cũ, thì đây là người đệ tử Phật. Nhưng mà ngặt nỗi, khi chúng ta sinh ra cuộc đời rồi, chúng ta thấy được những cái sự vai tạm cuộc đời, chúng ta thấy được sự vui buồn, vinh nhục cuộc đời, thì bắt đầu chúng ta lại bị cuộc đời nó có kéo lôi chúng ta. Bị cuộc đời kéo lôi. Vì vậy mà chư Tổ mới nói tiếp rằng là tham sân chấp ngã quên hẳn đường về. Chúng ta bị cuộc đời kéo lôi, mà cái gì kéo lôi chúng ta? Thông thường ba cái mà kéo lôi mà cho chúng ta trầm luân khổ là ba độc. Tham, sân, si là ba cái đó. Mà tham thì bắt nguồn từ cái con mắt thấy để chúng ta tham. Sân từ cái lỗ tai nghe để chúng ta tham, và từ cái bộ não này làm cho chúng ta mê muội. Cho nên tham, sân, si là ba cái độc. Mà ba cái độc này giết chúng ta, để cho chúng ta đi trong vòng si mê khổ đau của kiếp sinh tử. Cho nên nói tham, sân và chấp ngã. Tham là ham muốn, sân là bực bội phiền não, chấp ngã là chúng ta bảo thủ, thấy cái ta lớn quá đi. Cho nên ba cái này mà chư Tổ muốn nhắc là tham, sân, chấp ngã, cho nên quên hẳn đường về. Cái đường chúng ta về đâu? Cho nên trên bước đường tu, nghĩa là chúng ta quay nhìn, mà thế gian họ gọi là quay đầu là bờ, chư Tổ gọi là đáo bỉ ngạn, là đến bờ kia. Mà trở về cái bờ giải thoát giác ngộ, trở về cái ngôi nhà Phật của chúng ta, nhưng mà vì chúng ta còn tham, còn sân, còn kẹt trong cái chấp ngã, cho nên vì vậy mà chúng ta không về được. Mà chúng ta cứ lẩn quẩn gì? Lẩn quẩn trong nhà cửa ruộng vườn, lẩn quẩn trong con cái tình chồng nghĩa vợ, lẩn quẩn trong những cái vui buồn được mất, lẩn quẩn trong cái danh vọng địa vị quyền lợi bạc tiền ăn mặc ngủ nghỉ. Cho nên chúng ta lẩn quẩn, chúng ta không ra được, gọi là tham, sân và chấp ngã. Quý vị nhớ không? Trên đời này nếu chúng ta ham muốn quá nhiều thì gọi là tham. Mà ham muốn nhiều, tham nhiều thì chúng ta sẽ khổ nhiều. Cho nên lòng tham cầu như ý khó vừa đó, chất chồng tội ác ngàn xưa, bởi vì không chán, không chừa cầu mong, trong cái mắt đại nhân giác nói. Cái lòng tham chúng ta không vừa, không bao nhiêu cho đủ. Cho nên cái lòng tham rất là ghê gớm, rất là dữ tợn, cho nên gọi là tham độc. Lòng tham rất dữ cho nên gọi là tham độc. Để chúng nhớ như vậy, tham độc. Nó là một thứ độc hơn các cái loại độc, cọp độc, rắn độc, thuốc độc, mà nó không độc bằng cái tham độc. Quý vị nhớ, không độc bằng cái tham độc. Thuốc độc uống chết một đời người,
Rắn độc cắn cái chúng ta chết liền. Cọp độc vô chúng ta, nhai đầu chúng ta chết liền. Vậy mà nó không khổ bằng cái tham độc. Đại chúng thầy nói như vậy thì đại chúng thử tưởng tượng cái tham độc nó làm cho con người khổ ghê gớm lắm. Khổ vô lượng khổ. Cho nên tứ đế có cái tứ đế mà cao cỡ tột của tứ đế gọi là vô lượng tứ đế, là cái khổ khổ vô lượng. Khổ không vừa, mà khổ từ cái đâu? Từ cái ham muốn của chúng ta không vừa nè. Cái ham muốn của con người không vừa cho nên cái nỗi khổ này. Nỗi khổ này nó làm cho con người phải trôi lăn, trôi dạt trong cái dòng gọi là lục đạo luân hồi. Rồi từ tham đó cho nên gì? Của ta, cho nên ta không muốn ai cướp đoạt của ta, hoặc là ai đụng chạm tới danh dự của ta, cho nên ta phải ăn thua đủ. Vì vậy mà lòng chúng ta cứ mãi đeo mang cái bực bội thù hận gọi là sân. Nghĩa ai nói gì điều gì không phải trái tai gây ý nghịch lòng, chúng ta bực bội, chúng ta không chịu đựng nổi, không ngủ được, không ăn được, không yên được. Cho nên từ cái sân này nó đốt chúng ta chết, nó đốt cái tinh thần chúng ta dữ dội lắm. Vì vậy mà Đức Phật có dạy cái sân nó đốt cả rừng công đức. Cái đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả rừng. Mà cái lửa sân nhỏ, cái sân nhỏ có thể đốt cháy cả một cái công đức. Như vậy thì tham sân là hai cái luôn gắn liền với nhau. Nó giống như mắt và tai vậy, giống như được con mắt và cái lỗ tai của ta vậy. Hai cái nó không thể tách rời nhau được. Nếu tai nghe mà mắt không thấy thì rất bực bội, mà mắt thấy mà tai không nghe thì càng tức tối hơn. Cho nên trời cao thì gọi là trời cao có mắt, vạn vật thiên thiên lại là xử sự con người. Nếu hễ ai mà sao câm thì phải điếc. Đại chúng nhớ như vậy. Cho nên tham sân chấp ngã, tham là ham muốn quá nhiều, sân là sân hận bực bội trong lòng, chấp ngã là chúng ta thấy cái tôi quá lớn, chữ ngã là tôi. Cho nên trên cuộc đời này, nếu cái người đệ tử Phật tu hành mà nếu còn thấy cái tôi lớn thì người đó khó tu được lắm, tu không kết quả. Cho nên người đệ tử Phật tu hành là phải đã phá cái tôi. Vì vậy mà quý vị nhớ, một hồi là thầy sẽ nói Đức Phật đã phá cái tôi cho các vị nghe. Tham sân chấp ngã cho nên quên hẳn đường về, tình ái si mê tù trong lục đạo. Câu này tuyệt vời. Tình ái si mê, tình ái là cái sự dây trói buộc gọi là si mê. Như vậy thì tham sân chấp ngã đây nè, cái chỗ tham sân chấp ngã như vậy là tham sân đây là chưa nói chấp ngã, chưa nói về si. Bởi vì chấp ngã đây là tham. Là tham cái gì? Tham cái tôi, tham cái của tôi. Sân là sân gì đâu? Vì cái tôi, vì cái của tôi. Cho nên tham sân là từ cái chấp ngã mà ra. Tham sân từ cái chấp cái tôi và cái của tôi mà ra. Đúng không? Để chúng nhớ suy nghĩ cái. Chúng ta thấy tôi, thấy tôi như thế này, tôi theo cái người miền quê mình gọi là tôi, tôi như thế này, tôi như thế kia, mà người đó lại khinh bỉ tôi, người đó lại nói xấu tôi, phải không? Rồi cái đó là cái của tôi mà người ta lấy của tôi, cho nên mình tham cái tôi. Mình lúc nào mình cũng bảo vệ cái tôi của mình đẹp, cho nên mình mới khổ. Tham sân chấp ngã quên hẳn đường về, tình ái si mê tù trong lục đạo. Tình ái đây, chữ ái đây không phải là nói về chuyện yêu giữa trai và gái, giữa chồng và vợ không thôi. Mà cái chữ tình ái này là nó nhằm trong cái danh từ là chúng ta yêu cái thế gian, yêu thế gian, tình ái, chữ ái. Như vậy thì ái này nó có hai, là ái tình và ái pháp. Như vậy thì tình ái này nhắc ái, chữ ái tình. Mà ái tình này nó có đương sanh ái, tự thể ái. Tự thể ái là chúng ta tự chúng ta yêu, yêu cái bản thể, cái thân thể chúng ta, yêu những cái của chúng ta. Còn đương sanh là khi chúng ta sinh ra cuộc đời này, chúng ta thấy những cái cuộc đời đẹp rồi chúng ta tham cái bên ngoài. Tự thể ái và đương sanh ái. Như vậy thì tự thể ái có nghĩa là chúng ta vốn vĩ đã mang theo cho chúng ta cái kiếp trầm luân này, mang theo cái
cái những cái việc làm chúng ta, những cái lời nói chúng ta, những cái ý nghĩ chúng ta ở thời quá khứ là chúng ta ôm theo, chúng ta ôm theo cho nên chúng ta sanh ra đời chúng ta trả cái quả. Cho nên cái tự thể ái là như vậy. Tự thể ái là chúng ta ôm theo những cái yêu trong cái thời quá khứ. Ví dụ như bây giờ á, hồi thời quá khứ quý vị có hẹn với nhau, kiếp này mình không duyên không nợ thì nguyện kiếp lai sinh nên vợ nên chồng nhá. Kiếp này không duyên không nợ, nguyện kiếp lai sinh, cái đó là tự thể. Chúng ta đã hẹn ở quá khứ rồi. Cho nên sanh ra đời thì sao? Thì chúng ta gặp nhau làm chồng làm vợ. Hay nè, kiếp trước chúng ta ái ân, chúng ta mới thề rằng kiếp sau mình cũng tiếp tục làm vợ chồng, kiếp sau mình cũng tiếp tục làm cha mẹ vợ con. Thế thì đây là cái điều mà chúng ta ôm từ thở quá khứ chúng ta mang theo. Nhưng mà bây giờ chúng ta sanh ra cuộc đời này gọi là đương sanh ái. Khi chúng ta sanh ra cuộc đời này, bắt đầu chúng ta tiếp tục gầy cái duyên mới nữa. Thí như, tôi nói thí dụ như chồng với vợ, thay vì chồng vợ ở với nhau mấy mươi năm là cái nghiệp quá khứ còn tồn động lại, cho nên đầu thai kiếp này làm vợ chồng, nhưng mà ông chồng ông muốn, rồi tự nhiên sanh ra cuộc đời này bắt đầu ông ta lại tìm thêm những người bạn mới nữa. Như vậy thì cái thở ban đầu lưu luyến ấy ngàn năm hầu dễ mấy ai nguôi á, thì đại chúng thấy là đâu có hứa hẹn là nãy giờ tôi thương vợ anh thương em gì mơi mốt anh thương người khác đâu, phải không? Lúc đó sao, hai người thương nhau một cách chân thật. Thay vì thương nhau chân thật để trả cái quan gia trái chủ là tốt quá rồi, nhưng mà trong cái thương nhau đó rồi một thời gian, từ cái tâm mà bắt đầu nó tan rẽ ra một cái ngã khác. À, vì vậy mà gọi là tự đương sanh ái. Sống sanh ra rồi mới có đem một cái tâm ái mới đi vào trong cái tâm thức chúng ta. Còn cái tâm thức chúng ta từ quá khứ đã đành, nhưng mà sanh ra cuộc đời này rồi tự nhiên yêu thương, ân ái một cái điều khác, thèm thuồng một điều khác. Thí như khi nào đó chúng ta chưa có ruộng thì chúng ta ham cho mình có ruộng. Có ruộng rồi chúng ta lại tiếp tục ham, phải chi tôi có được thửa vườn, thấy không? Cho nên con người chúng ta vì cái tham sân, vì cái chấp ngã, vì cái tình ái mà nó là làm cho con người chúng ta quên cái lối ra đi, gọi là tù trong lục đạo. Thì cái câu này đại chúng sẽ suy nghĩ coi, cái thế giới này, cái bầu trời này bao la lồng lộng, con người chúng ta tan bồng hồ thể như thế này mà tại sao chư tổ gọi là tù trong lục đạo? Thật, điều thật đó, đang ở về chứ thật sự ta đang ở tù đấy, đang bị nhốt ở trong cái lòng của bầu vũ trụ hư không này. Mà ngặt nổi nếu chúng ta bị nhốt trong cái lòng của bầu vũ trụ hư không này, cho nên thế gian nói câu gì, thiên võng thì khôi khôi mà vô nhi bất lậu hả? Đứa trời lồng lộng mà mãi lông không lọt rớt ra được. Đứa trời lồng lộng mãi lông không rớt. Rồi thêm một cái điều nữa, nếu chúng ta bị ở trong cái lòng của thiên võng khôi khôi này không đã đành, mà đã vậy mà chúng ta còn bị gì? Bị sáu nẻo luân hồi gọi là trong lục đạo. Sáu cái nẻo luân hồi, sáu cái đường sanh tử, sáu cái kiếp trầm luân là trời, là người, là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh, là A-tu-la. Sáu cái đường này luân chuyển trong tâm thức của chúng ta. Có khi chúng ta nghĩ những điều tốt, nhân cách lễ nghĩa trí tính của con người, có khi chúng ta tâm địa chúng ta đau khổ phiền não trói buộc khổ đau quằn quại như cái kiếp sống ở trong địa ngục, có khi chúng ta sao tham đắm đau khổ đói khát như là kiếp ngạ quỷ, rồi có nhiều khi chúng ta tâm hồn phấn khởi cảm thấy vui với cuộc đời giống như chúng ta đang thọ hưởng của cái kiếp làm trời. Có khi chúng ta tâm hồn xấu xa, bỉ ổi, đen tối còn khổ hơn cái kiếp của súc sanh nữa. Như vậy thì một chúng ta đang sống đây nè, đang mang cái thân của con người, nhưng mà cái tâm chúng ta luôn luôn luân chuyển.
Khi nào chúng ta biết tới tam can ngũ thường, khi nào chúng ta biết tới tam tùng tứ đức, khi nào chúng ta biết tới tam quy ngũ giới, đó là chúng ta đang ở trong kiếp của con người. Khi nào chúng ta tham muốn thèm thuồng, không chịu nổi, ham muốn không chịu nổi, thì chúng ta biết chúng ta đang sống trong kiếp ngạ quỷ. Quỷ không bao giờ biết đủ, đói khát luôn luôn. Khi nào chúng ta phiền não, khổ đau vô cùng vô cực, khóc không thể hết đau khổ, thì biết đó chúng ta đang sống trong kiếp địa ngục. Khi nào tâm hồn chúng ta xấu xa bỉ ổi, không còn nhân cách con người nữa, thì biết rằng lúc đó chúng ta đang sống trong cái kiếp súc sanh. Thế thì cũng đồng thời nhân thì nhân thân là thân người, nhưng mà tâm thì chúng ta luôn luôn luân chuyển trong sáu đường. Vì vậy mà tù trong lục đạo, chúng ta bị nhốt ở trong sáu nẻo luân hồi. Trăm dây phiền não nghiệp báo không cùng. Cái dây phiền não nó ràng buộc thì phiền não nó đối ngược với danh từ giải thoát. Cho nên danh từ nhà Phật có danh từ gọi là giải thoát. Phiền não là một sự nhiễu loạn của tâm thức, một sự ràng buộc của cái kiếp trầm luân. Còn giải thoát là chúng ta đã cởi mở được cái sợi dây trói buộc phiền não. Như vậy thì phiền não nó đối nghịch với danh từ giải thoát. Như vậy thì tại sao nó trăm dây phiền não? Cái phiền não nó vô lượng, nó rất là nhiều, nó trói buộc con người ghê gớm lắm. Nó làm cho con người rai rứt cái tâm hồn. Nó làm cho cái bộ não con người luôn lúc nào cũng chằng chịt, vẫn sống, mà khoa học họ gọi là bệnh chết. Thế thì những cái hệ thần kinh nó làm sao động với nhau từ đâu? Từ những cái vẫn đục ở trong cái tâm thức. Con người quá đau khổ, luôn lúc nào cũng buồn bã, âu lo, thái quá cuộc đời. Vì vậy mà gọi là trăm dây phiền não nghiệp báo không cùng. Chữ nghiệp báo không cùng ở đây ý nói về nhân quả. Nhân quả và nghiệp báo muốn nhắc là đại chúng, cho Phật tử trên cuộc đời này biết rằng cái nghiệp chúng ta làm như thế nào thì báo ứng chúng ta sẽ trả như thế đó. Chúng ta trồng dưa thì buộc lòng phải hưởng dưa thôi, chứ không ai mà trồng dưa hưởng đậu bao giờ. Cho nên ở đây muốn nhắc là cái nhân quả. Trăm dây phiền não nghiệp báo không cùng, nay nhờ Phật tổ năng nhân vũ lòng từ mẫn. Nay mình nhờ Phật tổ. Như vậy thì năng nhân ở đây là từ danh từ Thích Ca mà ra. Chữ năng nhân có thể nói nay nhờ Phật tổ Thích Ca, nhưng mà dịch từ danh từ Thích Ca dịch ra là năng nhân. Năng nhân là con người có thể làm tất cả mọi việc nhân từ trên thế gian này gọi là năng nhân. Như vậy chữ Thích Ca là một con người làm việc nhân từ. Như vậy thì nay nhờ Phật tổ năng nhân, Phật tổ vì Đức Phật Thích Ca là cái người khai sáng ở đạo Phật, cho nên gọi là Phật tổ. Là một vị đầu tiên mà chúng ta biết được ông Phật này là Phật lịch sử. Phật có thật cái cuộc đời này bằng xương, bằng thịt, cũng như con người, như bao nhiêu con người khác. Nhưng mà vị này tu hành và tìm được cái lối ra giải thoát giác ngộ, cho nên chúng ta gọi là Phật tổ, đúng không? Chữ Phật là giác ngộ, mà chữ tổ là cái người coi như cái người đầu tiên đi đầu tìm được cái chân lý của cuộc đời này. Nay con nhờ Phật tổ năng nhân vũ lòng lân mẫn, không nỡ sinh linh thiếu phước, nặng kiếp luân hồi đêm dài tâm tối đốt tuệ rạng sôi, nguyện cứu muôn loài cho nên pháp dùng phương tiện. Vì cái lòng của tất cả chúng con nguyện rằng con đã thấy được cuộc đời chúng con là khổ rồi, đã biết được tình ái si mê, biết được tham sân chấp ngã, biết được trăm dây phiền não nó làm cho cuộc đời của con bấp bênh quá đi. Thưa đại chúng, cuộc đời gọi là bấp bênh, tôi dùng danh từ gọi là bấp bênh. Trong này tôi nhắm chắc rằng không ai có thể đứng lên dám nói với tôi rằng là thưa thầy cuộc đời con chắc chắn, phải không? Ở đây ai dám đưa tay nói với tôi rằng thưa thầy cuộc đời tôi chắc chắn không? Chắc không ai dám nói chắc chắn rồi, phải không? Bấp bênh. Bấp bênh có nghĩa là chúng ta không có gì nữa, nó lắng yên.
nó luôn đổi thay trong từng giờ, từng sát na sanh diệt. Cho nên gọi là cuộc đời này gọi là bát phong, là tám thứ gió mà làm cho chúng ta bị sao động đó, gọi là bát phong, là lợi, là si, là quỷ, là dữ, là cơ, là sưng, là khổ, là lạc. Bắp bên nó như vậy, cuộc đời bắp bên như vậy, lợi si. À, chúng ta đang có giàu có đó, đùng một cái thì sao? Nhà tan cửa nát. Hoặc chúng ta đang giàu có đó thì con cái trong nhà, vợ chồng trong nhà phá của, vân vân. Cho nên lợi si nó là cái cặp phạm trù đối đãi. Quỷ dữ, cơ sân khổ lạc. Cho nên cuộc đời này nó luôn mâu thuẫn, là hai cái bàn tay nó còn bên trắng và bên đen mà. Cái huy chương nó còn có mặt trái của nó mà. À, cái đẹp và cái xấu mà, thấy không? Cái gì mà đeo đưa ra phía trước là đẹp, phía sau là nhăn nheo, là sần sùi, là xấu xí. Bây giờ chân bình hoa này đây nè, cũng hai mặt là đúng chưa? Sự thật đó, chân bình hoa này để cho ông thầy câu, cho ông thầy câu thì phải dây dây dày, phải không? Nhưng mà thật ra có chân cho ông thầy hay chân cho Phật gì không biết, nhưng mà thường thường đưa cái gì? Đưa cái đẹp ra phía trước, chứ đâu có ai mà đưa với cái bình hoa dày đâu. Đại chúng thấy chưa? Nó bắp bên nó như vậy. Có nghĩa là chúng ta thường hay sống những cái hiện tượng, chúng ta sống những cái hình thức, chúng ta sống những cái hiện tượng mà hoàn toàn hình thức và hiện tượng luôn bấp bênh và sanh diệt. Vui mừng được mất, khen chê phải quấy, đó là tám cái ngọn gió mà làm cho nó con người chúng ta luôn bị lay động trong buồn giận và lo sợ. Cho nên kỳ rồi mà tôi có giảng ở đây về khổ đế cho quý vị nghe đó, là tôi đã từng ví dụ cái tâm con người luôn bấp bênh là chỉ có một vầng trăng thôi, mà Nguyễn Du cũng diễn tả tâm trạng của nàng Kiều, thấy không, đúng không? Vầng trăng vằng vặc giữa trời, đinh ninh hai mặt một lời song song. Thế thì vầng trăng này là vầng trăng đang tươi đẹp. Vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường, vân vân. Chỉ có vầng trăng thôi mà nó còn làm cho nó bao nhiêu cái thơ phú, bao nhiêu cái cảnh tượng để mà diễn tả một cái nỗi lòng con người. Thì cuộc đời con người quá bấp bênh, cho nên ấy mới đi trong cái đêm đen đêm tối vậy. Thì vậy mà chúng ta thấy thật nó như vậy, cho nên phải tỏ lòng sám hối với mười phương chư Phật, cầu chư Phật, cầu Phật tổ năng nhân, mới tán thán Đức Phật là vì Ngài với cái lòng từ bi năng nhân như vậy, Ngài không nỡ thấy sinh linh đau khổ, cho nên Ngài mới ra đời gọi là Ta Bà Thị Hiển Thích Chủng Thọ Sanh. Thánh Ma Gia Mộng Ứng Điềm Lành Vua Tịnh Phạn Phước Sanh Con Thảo. Bây giờ bắt đầu mới nói cuộc đời của ông Phật Tổ đây. Ta Bà Thị Hiển, cái cuộc đời này nơi cõi Nam Diêm Phù Đề này gọi là Ta Bà. Cho nên hồi nãy tôi niệm hương, tôi có đọc cái câu là cái câu lệnh kính tâu thập phương đại giác, là hôm nay toàn thể chúng con quỳ nơi cõi Nam Diêm Phù Đề. Cái cõi này gọi là Nam Diêm Phù Đề, hay còn gọi là Ta Bà. Chữ Ta Bà có nghĩa là kham nhẫn, là chịu đựng. Chúng con đang ở trong cái cõi mà chúng con có thể chịu đựng tất cả mọi cái gì nó đến với chúng con. Tại chúng thấy không? Có ai nói là tôi không chịu đựng không? Đâu thần lực nào có thể ngăn được cái dòng của thời gian? Đâu thần lực nào có thể ngăn được cái lớp gió vô thường? Đâu có ai thần lực nào có thể ngăn được cái sanh già bệnh chết? Cho nên cõi này gọi là cõi chịu đựng. Vậy mà không biết bao nhiêu người vì bảo thủ cái tôi, thấy hôm nay tôi đẹp cứ nghĩ rằng ngày mai tôi còn đẹp, thấy hôm nay tôi giàu cứ ngỡ rằng ngày mai tôi còn giàu, thấy hôm nay tôi trẻ cứ ngỡ rằng ngày mai tôi trẻ. Nhưng mà thật sự cuộc đời này không khẳng định được ngày mai, không khẳng định được ngày mai. Cho nên ngày xưa mà các cụ già trong này đi học có câu chuyện á, chứ thời tôi thì không có câu chuyện đó nữa.
thì có một cái quán nọ để một cái câu ở trước quán á, là ngày mai tới đây ăn khỏi trả tiền. Hồi đó trong này có ai học cái câu đó không? Không, bây giờ mấy bà đưa tay, có ai từng nghe cái ngày mai ăn khỏi trả tiền không? Ngày mai ăn khổ trả tiền. Thế thì cái ông này ông mới chơi, ông mới nói thôi vậy thì mình đi, mình thấy nó ngày mai ăn khổ trả tiền, thôi để ngày mai mình tới mình ăn. Thì ngày mai ông mới tới ông ăn, ăn xong rồi ông chủ quán đòi tiền. Ông nói ủa, ông viết trên cái câu này ngày mai ăn khổ trả tiền mà. Thì ông chủ quán nói dạ thưa ngày mai thì xin ông xin phép ông chờ ngày mai tới ăn. Tôi nói ngày hôm qua tôi lại đây tôi thấy cho nên nay tôi tới đây ăn. Thì ông nói ổ, ông mới vừa nói tới ngày nay rồi, không có ngày mai. Có nghĩa là cuộc đời này không hẹn được ở ngày mai. Vậy mà chúng ta phải chịu đựng bao nhiêu thứ, chúng ta phải chịu đựng bao nhiêu thứ nó ập tới. Vì chúng ta đang, hồi nãy là đang, thầy đã có nói là ở chúng ta đang ở trong cái lòng, trong cái lòng của bầu hư không này, trong cái vũ trụ này và trong cái sáu nẻo luân hồi này đã đang chụp chúng ta lại. Bây giờ nói không phải bi quan, bây giờ thế giới lên tiếng rồi đây. Không biết ngày nào nước dâng lên làm chết con người đây. Không biết ngày nào cái bầu khí quyển này sụp xuống để mà hỗn độn chết người đây. Không biết lúc nào nó lửa phun lên đây. Không biết từng khí ozone này chừng nào hết khí oxy làm cho cái không khí này ngừng ngừng đập trái tim, ngừng thở ở đây. Hoàn toàn chúng ta không chắc chắn được, không có thể nói ngày mai. Như vậy thì vậy mà không có ngày mai thì tại vì giải gì mà chúng ta phải chịu không biết bao nhiêu thứ trên cuộc đời này, để rồi chúng ta cứ cứ nghênh ngang ngang tàn bạo ngược, phải không? Không có ngày mai, chúng ta chỉ có cái hiện tại. Thế thì hiện tại chúng ta phải giật mình tỉnh mộng lại đi, giật mình tỉnh giấc lại đi, tỉnh lại, thức tỉnh lại, giác ngộ lại. Vì chúng ta biết rằng chúng ta đang chịu đựng quá nhiều rồi. Chịu đựng mấy mươi năm nay rồi. Chịu đựng từ thở trong bụng mẹ, chịu đựng từ cái thở quá khứ của luân hồi, và chịu đựng mấy mươi năm sinh ra cuộc đời trần ai này rồi. Biết được như vậy rồi, ta bà là như vậy. Vì vậy mà thấy chúng sanh khổ đau như vậy mà chúng sanh không có lối ra. Chúng sanh cứ nghênh ngang, cứ bạo ngược, cứ ngang tàn, cứ ương ngạnh. Cho nên Đức Phật mới từ ở nơi nơi cung trời đấu sức nhìn xuống, mới phát nguyện rằng sẽ xuống nhân gian này để dẫn chúng sanh ra. Cho nên mới thọ hiện gọi là thích chủng thọ sanh, vào cái dòng họ Thích làm người con. Chủng là vào vào đó để đầu thai làm người con, gọi là thích chủng thọ sanh, làm con trong dòng họ Thích. Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành, vua Tịnh Phạn phước sanh con thảo. Thì cái câu này thì thầy mới nhắc cho đại chúng chỗ này nè. Một cái người đã từng có cái tâm từ bi, có thể tánh giác ngộ, có nghĩa là có sự nhận thức rồi, thì không phải muốn chui chỗ nào mà chui. Cho nên từ nơi cung trời đấu sức mới nhìn xuống nơi cõi Nam Diêm Phù Đề này, thấy cái dòng họ Thích Ca vua Tịnh Phạn là một dòng họ bảy đời nhân đức. Cho nên mấy gì mới tìm cái chỗ mà đầu thai vô. Chứ nếu mà Đức Phật mà không có trí tuệ á, mà muốn chỗ nào cũng chui vô thì thôi coi như là làm Phật không được rồi. Cho nên sanh ra đời cũng phải lựa cái nơi nào có nhân đức. Vì sao vậy? Vì nhân đức đó là cái nhân mà để sanh ra phước đức và trí tuệ. Cho nên vua Tịnh Phạn là bảy đời làm vua nhân đức. Hoàng hậu Ma Gia là một người hiền thục, hiền lành. Cho nên bây giờ Đức Phật mới thị hiện và đầu thai xuống nơi cõi Nam Diêm Phù Đề làm con của vua Tịnh Phạn. Và cái người sanh ra Ngài đó là Thánh Mẫu Ma Gia. Khi sanh ra Ngài thì thấy Ngài khác thường, gọi là 32 tướng tốt. Tướng đẹp quá đi, 32 tướng tốt. Cho nên cái tướng tuy nhiên cần cái tâm, nhưng cái tướng là cũng một mặt quan trọng.
Nếu tu hành mà không có cái tướng, độ sanh mà không có tướng thì cũng không được, phải không? Cho nên chỗ này thì thầy cũng nhắc Phật tử nè, cái người nào tu mà hiện được cái tướng á thì người đó tu đúng pháp. Còn mà chúng ta tu mà chúng ta càng tu chúng ta càng xấu đi, càng tu càng sân si, càng tu càng phiền não thì cái tướng chúng ta sẽ sao? Sẽ khó coi lắm. Như vậy là chúng ta phá pháp. Cho nên cái tướng khi mới vào tu thì không có dụng tướng, dụng tâm. Nhưng mà tu một thời gian rồi thì cần cái dụng tướng. Vì có cái tướng mới dẫn con người đến với đạo được. Thí dụ như bị nhân tôi cũng vậy. Nếu mà quý vị gặp thầy mà gặp mắt thầy ha, mặt thầy lúc nào cũng sụ xuống thôi, thấy ông thầy này ghê quá phải không? Đã đen, đã xấu rồi mà ông thầy này ông buồn bã nữa thì làm sao theo ông tu được, thấy không? Đây là thật. Nhưng mà mai nhờ tôi đen xấu nhưng mà nhờ gì? Thầy có nụ cười. Cho nên thấy ông thầy này cũng dễ thương chứ. Thế thì cái tướng nó rất là quan trọng trên bước đường tu. Nó dẫn người phát cái tâm hành, phát cái tâm đến với đạo. Còn bây giờ Phật tử đi tới chùa tu mà quý vị không có tướng sao? Vì mà thấy bà đó ngày nào bà cũng gõ mõ tụng kinh, ngày nào bà cũng cơm cơm cốc cốc hết trơn, mà sao bà tu riết sao mà cứ đụng tới bà cái bà nổi cáo, nổi tâm, bà lục tặc, bà chửi tướng lung tung hết trơn, phải không? Thì coi như người ta sợ, người ta tới với đạo. Sợ đạo mà tới với đạo. Sợ, cho nên Phật tử nhớ. Cho nên vì vậy mà quý vị tu phải phát cái tâm lành, phải làm cho mọi người theo mình vào đạo, đừng có để cho người ta sợ, sợ cái đạo của mình. Như vậy thì đạo không hư, nhưng có khi người làm cho đạo hư. Cho nên từ cái câu này mà thầy nhắc cho tới Đức Phật là tại sao Đức Phật phải thể hiện 32 tướng đẹp. 32 tướng, từ cái móng tay cũng đẹp, móng chân cũng đẹp, cặp mắt cũng đẹp, cái gì cũng đẹp, cho tới cái đặc biệt, cái của quý cũng đẹp luôn nữa. Nhưng mà cái này nói ra nó kỳ không? 32 tướng mà. Thật, cho nên 32 tướng nó phi thường khác người, mà cái tướng nào cũng đẹp. Cái răng Đức Phật thì nó tròn trịa, nó bằng phẳng, nó giống nhau, nó không có cái bự, cái cao, cái thấp, nó không có cái lồi ra, cái thụt vô. Phải không? Cho nên ngày xưa Đức Phật rất đẹp, hàm răng của Ngài 40 cái răng vô cùng đẹp, tròn trịa. Cặp mắt của Ngài thì không có thấy cặp mắt hiện cái tướng phiền não. Cho nên cặp mắt của Đức Phật cái tuổi 80 thì cũng không cần lấy cái phấn mà dứt lên vậy nữa. Đẹp. Cái người luôn lúc nào cũng có từ tâm, cái tướng để nó thể hiện cái tâm. Rồi sao nữa, cái ngón tay thì nõn nà, điều đặn. Cái bàn tay của Đức Phật ngày xưa đó không bao giờ đưa lên giày thấy kẻ hở, bằng phẳng và điều đặn. Cái bàn chân của Đức Phật thì không có bao giờ như chúng ta ngày nay mà nó hóp, nó cong lên, nó dỉnh xuống, nó hóp vô. Nó bằng phẳng cái bàn chân. Rồi cái xương của Đức Phật, xương ống tay, xương ống chân nó tròn xe và nó chắc, chắc chắn, nó cứng rắn. Cho nên tất cả những cái tướng Đức Phật ngày xưa là thế gian này khó có được. Mới nói là 32 tướng tốt. Được như vậy rồi mà Ngài lại sanh vào cái hoàng cung làm thái tử, rồi có gia đình như mọi người. Nhưng mà Ngài mới thấy rằng cuộc đời này nó không bền chắc, cho nên dạo bốn cửa thành rồi mới về, mới suy nghĩ rằng cuộc đời sao nó vô thường quá, cái sinh già bệnh chết ập tới con người như vậy. Vì vậy mà Ngài thấy cái những cái điều Ngài đang có đó, cái ngai vàng sắp ngồi đó, vợ đẹp con xinh đó, đều là giả tạm. Mới 19 tuổi xuân, lòng từ ái cực thuần, chí sức trần quá mạnh. Năm 19 tuổi Ngài hiểu được cái cuộc đời này nó vô thường giả dối, cho nên lòng từ ái cực thuần. Thế thì trong cuộc đời này tại sao xưa nay không ai tìm cái lối ra được, cuối cùng cũng lẩn quẩn lanh quanh trong cuộc đời tình ái như vậy, cuộc đời tham đắm như vậy, tranh giành như vậy. Cho nên Ngài mới thôi, Ngài thấy chúng sanh cũng như Ngài và Ngài cũng như chúng sanh, cũng hợp lặng như vậy. Cho nên Ngài mới phát tâm mà xuất gia. Cho nên gọi là chí sức trần quá mạnh. Sức trần là ra khỏi cái cuộc đời gió bụi trần lao này, không bám theo nữa, không đuổi theo nữa, không nắm bắt nữa.
không nắm mắt được. Cuộc đời này chắc chắn không nắm được rồi. Cho nên trí sức trần quá mạnh, ngai vàng quyết tránh tìm lối xuất gia. Thế thì cái người tu thì nếu mà trên bước đường mà ra khỏi cái nhà thế tục chưa đủ. Xuất gia là ra khỏi nhà, mà nhà thế tục là cái cung vàng, là vợ con, là địa ngục kia chưa đủ. Cho nên xuất gia cái điều đầu tiên là ra khỏi nhà thế tục. Rồi cái điều thứ hai là ra khỏi cái nhà phiền não. Sở dĩ ngài mới bỏ hoàng cung, bỏ vợ, bỏ con, bỏ cung vàng địa ngục là vì ngài cố tâm để ra khỏi nhà phiền não. Cái nhà thế tục và cái nhà phiền não nó đi liền với nhau. Quý vị nhớ, hãy tham thì có sân là như vậy. Cái nhà thế tục, cái vợ con kia, cái ngai vàng kia, đó là cái của thế gian này. Nhưng mà của thế gian này đi liền với phiền não. Cho nên ngài mới nguyện là bỏ cả nhà thế tục, bỏ cả cung vàng vợ con, rồi bỏ cả những cái phiền não. Và ngài bỏ luôn cả ngôi nhà tam giới hương mục này. Cho nên ngài mới vào rừng để xuất gia và tu khổ hạnh 6 năm, nhưng cũng chưa thành đạo quả. Tuy nhiên người tu hành, xưa nay quý vị thấy, nếu mà người tu hành mà nói thôi thầy để tôi ở nhà tôi tu cũng được, ta nói nhất tu thị nhị tu sơn, phải không? Ở nhà tôi cũng được, chứ cần gì vào chùa, cần gì lên non lên núi, cần gì cạo đầu mặc áo. Tuy như vậy, nhưng mà cái trí mà bước lên một bậc cao nữa, nấc thang của giải thoát giác ngộ nữa, là phải bỏ nhà thế tục, phải tìm cái nơi sơn giả để mà một mình vắng lặng để mà tu hành. Cho nên người tu hành là người phải quyết chí rời khỏi cái nhà phiền não nhiễm ô. Vì vậy mà Đức Phật phải lam lũ những cái gì sung sướng kia mà ngài bỏ hết để mà 6 năm tu cái kiếp sống bần khổ trong cái rừng. Cuối cùng ngài mới quay đầu trở lại. Như vậy thì tu đây chưa phải là giải thoát, mà tu phải có một cái lối giải thoát. Và không phải tu là bỏ cái thân này, không phải tu là ăn muối ớt muối xả để mà đọ đài cái thân này. Vậy thì cần cái sức của con người, cần cái thân này để mà tu, chứ không thân này làm sao tu. Cho nên ngài mới uống bát sữa và ngài mới tỉnh giật mình, tỉnh giấc, và ngài chứng thành đạo quả. Mà trước khi ngài chứng thành đạo quả thì không phải chuyện dễ dàng đâu. Bao nhiêu ma binh, bao nhiêu ma lực, bao nhiêu cái cám dỗ nó thử thách ngài ghê lắm. Cho nên trên bước đường tu của Phật tử nhớ, mình là con Phật thì mình phải theo con đường của Phật thôi. Không có ai mà tu không thử thách hết đó. Tu thử thách dữ lắm. Nhưng mà trong cái thử thách đó, để gây dựng con người có một sức nhẫn, có một sức chịu đựng mà vượt qua khỏi rồi đó, thì rất là tươi đẹp. Cho nên ngài Võ Đình Cường có nói câu: sóng triều rào rạc bào ảnh lô nhô, kẻ thấp trí bạc tài thì theo đó mà ra vào trong bến cũ. Nhưng những kẻ kiên gan cả trí á, thì dầu cho sóng gió tơi bời cũng cố mà ra sức chống chiều cho qua cơn biển động. Qua cơn biển động buồm nông thì thuyền ta mới về một chân trời mới lạ là vậy. Cho nên những kẻ mà thấp trí bạc tài thì theo đó mà ra vào trong bến cũ, phải không? Mới đi tu mà gặp cái chuyện gì cái là sốc ốc rồi liền, phải không? Nói trời ơi, tôi vô chùa gặp mấy bà đó sao bà trần ăn trăng quấn quá. Cho nên nhiều khi tôi nói Phật tử vô chùa đó thì phải có quỷ chùa. Vô chùa phải có quỷ chùa, quỷ nó khảo thì gì đó đây, ma bất khảo bất thành đại đạo. Vì vậy mà cái chùa mà gây lộn á, nhiều khi tại sao tôi không binh cái người kiếm chuyện, mà tôi rầy cái người không chịu nhẫn á. Cái người kiếm chuyện với mình chưa chắc gì người ta sai, hay không? Ví dụ mình vô chùa, tại sao bao nhiêu người người ta kiếm chuyện, mà ta kiếm chuyện mình ta ghét mình, chưa chắc gì người ta sai, mà cũng chưa chắc gì mình sai. Là vì sao vậy? Biết đâu đây là ma lực nó thử nè, nó thị hiện nó thử nè. Cho nên nếu biết rồi đó, thì một người thử và một người chịu đựng, hai người này cuối cùng gặp nhau ở một cái tiêu điểm. Cho nên nếu hai cái con đường mà song song vậy thì không thể nào gặp nhau được. Đại chúng thấy đúng không? Hai cái đường song song thì làm sao gặp nhau được? Cho nên buộc lòng phải có
hai cái đường nó chéo vậy nè, nó mới gặp nhau ở ở một cái điểm. Như vậy thì vô chùa thì tôi mới thấy rõ ràng, tới chùa không phải dễ tu đâu, phải có ma lực nó thử. Cho nên đại chúng nghe điều này rồi thì mới móc đừng nói trời, con đi vô chùa Phổ Long Phú này nó có con quỷ chùa ở trong đó thầy. Con quỷ đó nó làm quyền làm hành, nó làm trận làm thượng, nó dễ dời, nó nói móc, nó ngoéo, nó chửi với con này kia. Đừng nghĩ đó là quỷ chùa nghe, mà đó là Bồ Tát nghịch hạnh thử chúng ta đó. Mà cái chỗ đó mà chúng ta nhẫn được á, thì thưa với đại chúng á, người ta đạp mình xuống mà mình ngôi lên được, thì cái người này mới có một sức mạnh vĩ đại. Mình mới có một sức mạnh vĩ đại. Đó là sức mạnh của nhà Phật. Cho nên nó câu chiến thắng ngàn quân giặc không bằng tự chiến thắng mình, mà người chiến thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Như vậy thì nhân cái ngày Phật đản hôm nay thì nhắc tới đây thôi. Nhắc là Phật tử nhớ nha, phải nhẫn nhục, phải chịu đựng, và phải chấp nhận mình nghe, mình thấy, mình biết những cái gì đó, mà phải cố gắng nhẫn nhục để mà tu hành. Vậy thì từ khi nghe bài giảng này, để chúng phát nguyện, quý vị phát nguyện làm Phật hay là ma? Ở trong này ai phát nguyện làm ma đưa tay tôi xem. À, chắc ai cũng muốn làm Phật hết rồi. Thì muốn làm Phật thì phải làm sao? Phải làm theo những cái điều Phật dạy, phải nói những điều Phật nói, phải nghĩ những điều Phật nghĩ. Phật thì lúc nào cũng có từ bi, Phật thì lúc nào cũng thương mọi chúng sanh, không phân biệt cái người đó nịnh với ta, cái người đó khen ta, không ghét những người chê ta. Phật luôn lúc nào cũng từ bi. Thành ra đệ tử muốn làm Phật thì phải học ở chỗ từ bi và hỷ xả. Thôi, nói ít thôi, nói nhiều quên ha. Hẹn kỳ sau có dịp thì thầy nhắc nữa. Nhân ngay mùa Phật đản năm nay là cái ngày đại lễ của thế giới đem về Việt Nam đăng cai, thì tôi tới đây để làm lễ tấm Phật và nhắc nhở đôi điều cho Phật tử tu, Phật tử ở chùa Long Phú này. Và nơi đây là cái nơi để sanh ra rất có phước duyên, là cái nơi mà sanh ra được một vị hòa thượng làm việc lớn của giáo hội, một vị đạo cao đức trọng, đó là Hòa Thượng Thiện Tánh. Đúng không? Ở đây có ai không biết Hòa Thượng Thiện Tánh không? Là cái người có cái chức vị của giáo hội, một bậc mà mô phạm, mà Hòa Thượng hiện bây giờ là giữ chức vị là Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó Ban Thường trực của Ban Trị sự Phật giáo thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố, rất nhiều cái chức vị cho giáo hội, cũng như nâng đỡ rất nhiều cho cái thế hệ hậu lai. Cho nên nơi này tôi nghĩ có phước mới sanh ra được một người con, một người có cái chức phận đối với xã hội, đối với đạo pháp. Thì mong rằng quý vị phải nương vào cái quay lực của Hòa Thượng, nương vào cái chức vị của Hòa Thượng để Phật tử cố gắng mà tu hành, làm cho nó rạng danh cái nơi, cái vùng Long Phú này. Mừng là có sanh ra được một vị tăng tài đạo hạnh của đạo pháp. Thôi, chúc lành đến toàn thể quý Phật tử nhân mùa Phật đản được nhiều niềm vui và gia đình được tràn đầy hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái gì đến ngày hồi hướng của chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả sanh đều trở thành Phật đạo. Hôm nay nhân cái ngày lễ Phật đản thì thật ra thì đạo tràng Linh Sơn chúng tôi không có làm lễ. Tôi dành hết cái tình thương để đi thăm viếng các cái chùa huynh đệ. Thì nhân dịp hôm nay thì thay vì cái tiền chúng tôi tổ chức thì tôi có kêu gọi các nhà hảo tâm để hỗ trợ cho chúng tôi, thì chúng tôi dành cái phần tiền đó để mà sắm chút ít cái quà mọn để mà đem tới đây, để chúng tôi xin phép dùng cái danh từ là biếu tặng các vị, chứ tôi không dám nói tiếng cho, bởi vì cái tình của đạo Phật, cái lòng từ bi của đạo Phật rất là thương chúng sanh, không có phân biệt giai cấp. Tuy nhiên các vị thì còn khó khăn hơn. Thì thôi thì hôm nay nha, cái ngày Phật đản tôi mong đây là cái lộc Phật,
Nếu các vị nào nhận được thì nếu còn hoàn cảnh khó khăn thì mong rằng quý vị sẽ nương nhờ cái phước của Đức Phật đây, quý vị về mong rằng một hạt gạo sẽ đẻ ra hàng ngàn hạt gạo để cho quý vị được cái phước mà làm ăn khấm khá hơn. Và nhưng một điều tôi cũng nhắc các vị, trên đời này chúng ta đã khổ thì chỉ có tu mới hết khổ. Thì thôi quý vị tranh thủ, chúng ta lắng lòng xuống và chúng ta tranh thủ những ăn. Thì đây là những phần quà mọn xin phép để gửi đến cho các vị. Thôi thì giờ tôi phát tượng trưng rồi. Cũng đồng thời xin hồi hướng cái phước lành này đến với những cái vị mà đã phát tâm ủng hộ cho chuyến công tác Phật sự của chúng tôi. Tôi xin cảm ơn quý vị nhận nữa đó. Rồi bây giờ tôi xin phép quý vị lại nhận nha. Tôi...